Đang đang chỗ Phú Mỹ các bạn. Thank you.
tí nữa mình qua bên nha các bạn. Chờ ít người tí mình qua bên. Ở bên đó bây giờ đông người quá, quá sợ lây dịch bệnh rồi nha các bạn. Ít người mình sẽ qua. Dọn đi xuống áo thôi chạy mày. Ê,
Đây là điểm nhiều điểm du lịch nổi tiếng đây các bạn. Các bạn muốn đi đi Dubai, Paris không? Kia là cánh cửa tuổi thơ, ai muốn về tuổi thơ thì bước qua cánh cửa đó nha các bạn. Dẫn rồi các bạn. Dẫn đi xuống ao. Thôi chạy mày. Tạm biệt.